Bị cáo này chỉ mới 20 tuổi, tên Lê Tấn Mã Hồng Phong ở huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk. Nếu như nhiều bạn đồng trang lứa với Phong đang chào đón những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, thì Phong phải chôn vùi cuộc đời của mình trong nhà tù, theo phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Phong đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người. Cùng với đó, Phong còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 220 triệu đồng. Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 15 tháng 2, Phong điều khiển xe máy chở Trung Đức Quỳnh đi chơi bia về. Khi đến trước nhà của chị Vương Thị Ngân thuộc xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thì Phong gặp Ngân cùng Đỗ Quốc Hiệp, Nguyễn Bá Bắc là bạn của Ngân đang dừng xe máy theo hướng ngược chiều với xe máy của Phong. Do Ngân bật đèn pha chiếu sáng chiếu vào mặt làm Phong bị chói mắt, dẫn tới bực tức nên dừng xe to tiếng với Bắc và Hiệp. Hiệp xin lỗi nhưng Phong không đồng ý nên giữa Phong và Bắc xảy ra đánh nhau. Phong dùng dao bấm thủ sẵn đâm Bắc hai nhát, trong đó có một nhát vào cổ khiến Bắc tử vong. Được biết, Bắc là lính nghĩa vụ quân sự, sau khi đi chơi lễ tình nhân 14 tháng 2 về thì xảy ra sự việc.